Này các thiên tử vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị độc giác, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng. Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý ý giới nên lìa tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ.